Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt ở Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội, đường Đê La Thành các bạn nhé, để xem một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản 1.3 nhập khẩu sản xuất tại Nhật đây các bạn nhé, 2010, đăng ký năm 2011 mà lốp còn đẹp như này đây các bạn này. Lốp còn rất dày, rất là đẹp nhé. Cả một cái dàn lốp này chủ xe thay từ năm 2017. Đấy, cho nên là còn đẹp. Mà đồng hồ công tơ mét thì đây các bạn này, đồng hồ nguyên bản nhé, 8.2 km xịn các bạn nhé. Tên tư nhân, biển Hà Nội, một chữ từ đầu đây các bạn này, một chữ từ đầu nhé. Và nội thất thì mới đẹp như này đây các bạn này. Phiên bản này có thể nói là hàng độc, đẹp và hiếm có tại thị trường lúc này các bạn nhé. Đây, chiếc xe này là tôi đang xem là tôi quay luôn cho các bạn thấy được là thực tế hiện tại đây. Chị chủ xe đang đứng kìa làm việc, tôi đang làm việc để mua chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp nhé. Toàn bộ keo chỉ nguyên bản này, đồ của chủ xe còn nguyên trong xe, chưa dọn ra. Đấy, cốp sau này, phiên bản này là Yaris nhập khẩu Trung Đông các bạn nhé, 1.3 nhập khẩu Trung Đông các bạn này, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đồng hồ thì có 8.2 chuẩn, cam kết với các bạn là cái đồng hồ này chuẩn nhé. Tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, sản xuất là cuối năm 2010 đấy. Nhập khẩu về Việt Nam là 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ đầu đây. Tất cả các ốc máy còn nguyên bản này, nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, đây là cái bệnh viện Nhi Trung ương. Chiếc xe này là chủ xe gửi ở trong bệnh viện Nhi Trung ương nhé. Chủ xe không phải là bác sĩ mà cũng không phải là y tá gì trong bệnh viện đâu, chẳng qua là nhà gần bệnh viện Nhi thì gửi ở trong đây thôi. Chị chủ xe này làm việc tại Đại học Kinh tế các bạn ạ. Đấy, Đại học Kinh tế nhé, chứ còn là chủ xe không phải là bác sĩ, không phải y tá đâu, chẳng qua là nhà gần bệnh viện thì gửi ở đây thôi. Cho nên là chiếc xe này thì tôi quay lại để cho các bạn thấy được là nó như thế nào, là tôi mua về là tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ đi bán thôi, chứ không có phải làm cái gì nhiều đâu các bạn nhé. Xước sát cũng rất là ít, chủ yếu là xước ở cái phần bao đời xước trước thôi. Đấy, nội thất còn nguyên bản, còn đẹp như này, một chủ từ đầu, cho nên là rất là giữ gìn, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng sẽ mua về và tôi sẽ dọn dẹp đi, rồi tôi sẽ làm video chi tiết cụ thể để đăng lên cho các bạn xem sau nhé. Đây, bây giờ là tôi quay là để các bạn thấy được là cái tình trạng hiện tại, tình trạng thực tế của xe các bạn ạ. Cảm ơn quý bạn cũng rất là nhiều, còn nguyên bản còn mới như này đây ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi. Nếu như quý bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn các bạn nhé. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Come on.